Ok, được rồi, chào mừng mọi người đến với ROK Mobile. Đây có lẽ sẽ là một cái video khá là đặc biệt vì cũng có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm về cái bản mobile này. ROK Mobile, tựa game đưa tôi về thời kỳ nguyên sơ nhất với những chú khủng long cực kỳ là nguy hiểm. Tôi sẽ tự tay thuần hóa những sinh vật cổ đại và thống trị cái hòn đảo này trong 100 ngày. Đây cũng là khoảng thời gian để chờ đợi cái bản ROK Mobile 2 sắp tới. Và tôi là CIB Gaming, chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Để suôn sẻ hơn cho cái việc khám phá, tôi sẽ chọn chế độ là Casual và Hardcore thôi anh em. Tôi được đưa đến một hòn đảo có tên là The Island. Mới khởi đầu mà tôi đã bắt gặp ngay một con Alpha Raptor. Với cái tốc độ và sức mạnh vượt trội, tôi dễ dàng làm cái bữa sáng cho nó thôi. Cay cú nhưng mà tôi cũng có làm gì được đâu. Ôi, trước đó thì tôi cần phải té khỏi đây trước đã. Sau này có đồ xịn hơn, tôi sẽ quay trở lại đây và báo thù nó sau. Tôi di chuyển qua một đoạn đường khá là dài để đến được cái cửa hàng Hunter để nhận lấy 250 kinh nghiệm. Khá là ngon đấy chứ. Giai đoạn đầu game này tôi cần khá là nhiều kinh nghiệm. Tôi lên được 2 cấp, tôi cộng vào cái máu và thêm một ít whey. Lang thang một lúc tôi cũng lên đủ cấp để chế một vài cái dụng cụ cơ bản và chế thêm được một cái cây cung. Tôi cũng tiêu diệt vài con Dilophosaurus. Ngay cạnh đó là có một con Raptor đang đánh nhau với một con rùa này mọi người. Tôi định ngư ông đắc lợi nhưng mà không được. Thôi thì méo mó có ăn không. Tôi farm thấy tí da tí thịt như thế này là cũng ok rồi. Tôi chạy ở vùng quanh đó cũng gặp được một con mô chốp. Con này thì nó chỉ cần đói ăn là quả Metro Berry là được. Một quả được có 34% ạ. Tôi thì tôi sẽ cố gắng tem lấy một con mô chốp để khởi đầu game cho nó suôn sẻ hơn một chút. Tôi cũng học lấy cái ống nhòm. Nó giúp tôi nhìn được cái level và cái topo của thú từ xa khá là tiện. Nhưng mà hiện tại thì tôi thì không có crystal. Tôi cần phải chạy lên cái ngọn núi đối diện để farm. Vì tôi dùng bằng cái cuốc đá cho nên là khá là khó để farm crystal. Nhưng mà may mắn cho tôi cũng farm được một ít. Vậy là tôi bây giờ đã có được cái ống nhòm để soi level rồi. Có ống nhòm, tôi cũng soi được một con Spilo level 30 ở gần đó. Mục tiêu của tôi là tiêu diệt bắn được con Spilo này mọi người. Nếu mà tôi tiêu diệt được con này, nó sẽ cho tôi được khá là nhiều kinh nghiệm đấy. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới là khó này. Tôi cứ bắn được lửa cây máu thì nó lại chạy. Chật vật đuổi nó một lúc thì tôi cũng kết liễu được nó bởi cái cây phi ke xịn sò mà tôi nhận được quà từ game cho. Rồi, uy tín thế này thì sợ con nào nữa. Ok thôi, em xin anh em lỡ mồm được chưa? Ngu dốt. Thôi thì khó quá bỏ qua. Nhưng mà không sao, may mắn cho tôi là tôi chơi ở cái chế độ dễ. Cho nên là khi chết tôi không bị mất những cái vũ khí. Cũng khá là tiện cho một người mới chơi như tôi. Tôi dự định làm cái nhiệm vụ là kill 3 con Dilophosaurus để nhận được một cái cây cung xịn xò hơn. Tôi sẽ dùng cái mẹo lưu game để có cơ hội nhận được đồ xịn hơn. Lần đầu tôi nhận được cái cây cung 175 đam. Hơi yếu. Cho nên là tôi sẽ reset lại game. Sau vài lần đổi thì tôi đã có được một cái cung 400 đam. Ui dồi ôi ngon. Mắc ở đây là 415 mà tôi đổi được một cây 400 đam mà 600 độ bền, nó quá ok rồi mọi người. Có được cái cây cung xịn, tôi tự tin lắm. Mọi người nhớ cái con Alpha Raptor đầu game chứ. Đây là lúc tôi trả mối thù xưa mọi người. Nói thì dễ nhưng mà làm nó lại là một chuyện khác nữa. Mặc dù tôi đã có cái cây cung xịn như này, nhưng mà Alpha thì nó là một loài khá là khó để dây vào. Nó chạy cực kỳ là nhanh, tôi cũng khá là khó để bắn trúng nó. Tôi nhận thấy là đứng ở dưới đất không phải là cách hay nữa. Với cái IQ 70 của mình, tôi trèo lên cái tảng đá ở gần đó với ý nghĩ là đố nó trèo lên luôn. Nhưng mà tôi đã nhầm. Nó nhảy lên phát một ảo vai nồi. Chật vật một lúc thì cuối cùng tôi cũng tiêu diệt được nó. Tôi nhận được khá là nhiều kinh nghiệm và thịt đùi. Nhưng mà hơi thất vọng một chút vì xác của nó không cho tôi đồ gì ngon cả. Thôi thì tôi lên 4 cấp, coi như là cũng an ủi phần nào. Tôi đi dạo một vòng quanh đó, vô tình tôi phát hiện ra được một con Pteranodo 290 level. Ui dồi ôi. Tôi kill cái con bọ cạp ở gần đó và ghim cái con Pteranodo ở đây. Sau này tôi sẽ quay trở lại đây và tem nó sau. Trước đó thì tôi cần phải xây dựng một khu căn cứ tạm thời trước đã. Sau một lúc thì tôi cũng xây xong rồi này mọi người. Nhưng mà cái cơ chế xây dựng ở cái bản mobile này nó hơi cầu kỳ. Cho nên là tôi xây tạm cái nhà bằng rơm thôi. Tôi cũng chế thêm một cái cối, một cái bếp
một cái tủ và thêm một cái giường để khi mà chết tôi có thể quay về đây. Tôi cũng đi tìm và bắt lấy một con mô chốt để farm thêm quả đen, chứ farm bằng tay thì tôi thấy là không ổn cho lắm. Sau hai lần cho ăn thì tôi cũng tem được lò. Ở cái bản mobile này có một cái cơ chế mà tele thú khá là hay, tôi đánh giá cao ở cái phần này mọi người. Tôi cứ để nó ở đây đi và bật cái chế độ là request mô chốt về. Tôi quay trở về nhà nướng ít thịt và chế thêm một ít lacotic bằng quả đen và thịt thối. Sau một lúc thì con mô chốt của tôi nó cũng request về tới rồi này mọi người. Để tem được pote tôi cần phải lên được level 38 để có thể là chế được cái yên của nó. Tôi cũng đi nhặt vài cái lốt và qua cái khu vực đầm lầy để farm thêm cấp độ. Tôi tiêu diệt tất cả những con thú ăn thịt mà tôi bắt gặp, từ những cái con titanoboa tới những cái con cá sấu cổ đại, tôi không chừa lại một con nào. Sau một lúc cày cuốc thì tôi cũng lên được level 26. Vãi cả lồi anh em ạ. Cày lâu thực sự ở cái chế độ hardcore này luôn. Thôi thì tôi nghĩ lại rồi, vẫn là lên tem cái con Pote này trước, sau này mà lên level 38 thì tôi sẽ chế cái yên cho nó sau, chứ để lâu là cứ trâu hoa bùn, nó chết thì tôi tiếc lắm. Tôi cũng ra save game lại, bởi vì là tôi sợ là 11 cái mũi tên mê của tôi là không đủ, có gì sai sót thì tôi có thể là reset lại game. Ok, sau khi tôi save lại game, giờ tôi chỉ việc bola và bắn mê thôi. Với hai hit vào đầu là nó ngất luôn rồi, vậy mà tôi cứ lo là không đủ tên mê cơ. Tôi cũng đi farm và chế thêm một vài cái dầu gai, phòng trường hợp là có vài con thú nó vào và phá tem minh của tôi thì tiếc lắm. Để tem con thú này nó nhanh hơn một chút, tôi cần có thịt đùi cho nó ăn. Tôi vừa tầm kill con rắn thì không biết ở đâu ra một anh raptor lù lù xuất hiện luôn, vã vào mồm tôi không trượt phát nào. Nó nhét tôi một cái vé hồi sinh vào mồm, mè nó cày hơn cả ăn ớt luôn. Tôi quay trở lại lấy đồ rồi té thôi. Nhưng mà vì muốn có thịt đùi để tem pote, tôi quyết định xử con Paracatherium này. Được 3 cái thịt đùi ạ, vãi cả nồi. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là cũng ổn rồi. Tôi cũng có một cái X10 teming này mọi người. Tôi nhận được từ cái nhiệm vụ là kill 3 con Fiora. Tôi cho nó ăn X10 và thịt đùi. Đợi thêm một lúc, vậy là xong rồi. Công nhận có X10, tem thú thực sự là nhanh. Tôi thích X10 này rồi đấy. Tôi dẫn Pate về nhà rồi để nó thôi. Tạm thời là tôi vẫn chưa có yên cho nên tôi cứ để nó đi. Ở gần khu nhà tôi thì có một cái hang Hunter. Tôi hôm nay sẽ vào khám phá và lấy cái Antifake. Vì là hang Hunter cho nên là tôi khá là dễ để có thể chinh phục được cái hang này. Với cái cây cung xịn giò, tôi chỉ cần bắn mỗi con nhện một hit là nó chết rồi. Tôi cũng làm một cái giường mang vào trong này, đặt ở trong này giúp tôi thuận tiện hơn trong cái việc là lấy Antifake đổi đồ sau này. Sau khi tôi lấy được Antifake, dự định tiếp theo của tôi là đi đổi cái Antifake này để lấy đồ xịn sò. Nhưng mà tôi cần nên level 38 để có thể là làm được cái yên của con Pteranodon. Cho nên là tôi dành khá là nhiều thời gian để đi farm cấp độ. May mắn cho tôi là khi mà tôi kill được một con T-Rex, tôi nhận được khá là nhiều kinh nghiệm và vừa tầm lên level 38 luôn. Ngon! Khi mà đủ level 38, tôi cũng quay trở về nhà đúng lúc nửa đêm. Mọi chuyện thì cứ để ngày mai thôi. Tôi lên giường và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi làm yên Pate và cảm nhận cảm giác được bay và chinh phục bầu trời mọi người ạ. Giờ tôi đã có thú bay rồi, đi đuổi Antifake thôi. Tôi cũng lạp game để lấy X2 XP, cũng gọi là ủng hộ nhà làm game, còn nhanh chóng để ra ARK Mobile 2 nữa chứ. Tôi nhận được vài đồ free, đặc biệt là 30 Amber. Amber nó giống như là cái tiền tệ ở trong game này vậy anh em ạ. Muốn mua đồ xịn thì ta cần phải có Amber. Tôi cũng mua một cái khăn quàng đỏ. Khăn quàng này giúp tôi hoặc thú đeo vào tăng thêm tầm khoảng 20% tốc độ bay. Tôi qua trụ xanh để đổi Antifake. Tôi cũng làm mẹo lưu game để lấy đồ xịn hơn. Tôi nhận được một cái X10 và một bản vẽ quần áo da. Nhưng mà thôi, có X10 là ngon rồi anh em. Tôi quay về luôn. Khi mà tôi bay về nhà, tôi phát hiện ra được thêm một con T-Rex nữa. Và bất ngờ hơn nữa là nó level 290 ạ. Ui dồi ôi, của trời cho đây rồi. Vừa tầm tôi mới đổi được X10 nữa chứ. Thiên thời địa lợi nhân hòa là đây chứ anh em. Tôi tem luôn. Trước đó thì tôi cần phải farm thêm nguyên liệu để làm 4 cái cổng gất quê bằng đá trước đã. Vì là làm bằng đá cho nên là tôi cũng phải farm loài loàn thì mới xong. Tôi đặt cái cổng thành hình chữ U trước rồi dụ nó vào, đặt bẫy còn lại ở đằng sau nó là xong rồi. T-Rex đam to và máu khá là khỏe,
nhưng mà nó đi khá là chậm, cho nên là tôi khá là dễ dàng để dụ nó được vào cái bẫy này. Tôi cũng xây tạm cái chòi nhỏ và để cái giường lên trên với ý định là ngủ trước khi bắn tên mê, với ý định là ngủ trước rồi bắn mê sau thì nó sẽ tụt phút phải không, thuận tiện cho việc tem thú nhanh hơn. Tôi cũng ra xếp game lại rồi vào bắn thôi. Tôi bắn nó một lúc thì nó cũng ngất. Ơ kìa, sao phút của nó không giảm ta, ảo vậy. Sau khi mà tôi tìm hiểu thì tôi cần phải đặt cái giường này gần nó thì mẹo này thì mới có tác dụng được. Thôi thì hơi đen một chút nhưng mà không sao. Tôi đợi một khoảng thời gian, nó cũng tụt phút khá là nhiều rồi đấy. Với cái X10 và thịt đùi lướng, sau vài giây thì nó cũng xong rồi đấy. Vậy là giờ đây tôi đã có một con thú để bảo kê siêu cấp VIP Pro Tyrannosaurus Rex. Tôi request T-Rex về nhà. Tôi cũng dành thêm một chút thời gian để spam cái hang Hunter để đổi lấy cái X10. Tuy là lỡ hơi báo game một chút, nhưng mà với ba cái X10 đây này thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua, đúng không anh em? Dự định mới của tôi là cố gắng tem lấy một em Chike Ba Sung. Nó giúp tôi farm trái cây, gỗ và thác hiệu quả hơn con mô chốp rất là nhiều. Tôi không cần phải tìm đâu xa, ngay cạnh nhà tôi có ngay một con 280 level. Uầy, hình như này anh em mà lại bảo tôi hack thì chết. Tem Chike thì tôi chỉ việc là đứng trên mấy cái tảng đá cao rồi bắn thôi. Nhưng mà tảng đá này thì hơi thấp, nó hút cho tôi một hit gãy chân luôn ạ. May mà tôi không chết luôn á. Mạnh đấy. Rút kinh nghiệm từ bài học xương máu, tôi đứng ở trên cái tảng đá cao hơn rồi bắn thôi. Sau một lúc bắn thì nó cũng xỉu. Tôi cho nó ăn X10 tên minh và quả tím Metro Berry. Vậy là ok rồi. 419 level ạ. Chike có kỹ năng là lấy đà, chạy rồi hút một cú cực mạnh vào đối phương, gây một lượng sát thương thực sự là ấn tượng đấy. Giờ thì nhà tôi có thú mạnh rồi. Tôi lấy Pate và tất cả đồ di cư đến một vùng đất mới. Tôi muốn xây dựng một khu căn cứ ở giữa cái bản đồ để tiện di chuyển qua các vùng khác nhau cho nó dễ dàng hơn và nhanh hơn, thuận tiện hơn sau này. Sau một lúc bay thì tôi cũng tìm được cái nơi mà tôi cực kỳ là ưng ý. Ở nơi đây thì nó ở giữa khu vực núi lửa và cái núi Obsidian, khá là thuận tiện cho tôi việc là farm metal sau này đấy. Tôi cũng dọn qua khu vực này một chút, đặt giường và tủ để cất bớt đồ ở trong, chứ tôi hiện tại thì khá là lặng. Để xây dựng được khu căn cứ xịn, tôi cần phải có một con thú siêu farm đá đùi. Tôi bay qua núi Obsidian, qua cả rừng đỏ, rồi bay về cái khu vực lửa, thì cuối cùng tôi cũng tìm được một con Never khá là ổn. Nhưng mà cái điều mà tôi ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của hai con Titanosaurus ở cùng một chỗ ạ. Ủa, hiện tượng này nó có hiếm không anh em? Thôi, gác lại qua cái việc là hai con Titan đi. Bởi vì là con Doi này nó khá là yếu máu, chắc là do đánh nhau với vài con thú ở xung quanh đây. Vì là máu của nó khá là yếu, cho nên tôi sẽ đặt những cái tường rào bao quanh nó để cho nó đỡ bị tấn công. Sau này nó hồi đầy máu, tôi sẽ quay lại đây để tem nó sau. Tôi về nhà chế cho bản thân một bộ đồ da, nó giúp tôi là giữ ấm cho cơ thể, vì nơi đây gần khu băng tuyết mà anh em. Dự định tiếp theo của tôi là cố gắng chinh phục cái hang lava để lấy antifake để đổ đồ. Nhưng mà trước đó thì tôi cần phải có một con raptor để bảo kê tôi trước đã. Tôi chế kiếp bồ bằng những nguyên liệu sẵn có. Tôi đi loanh quanh map để tìm raptor, nhưng mà tôi lại bắt gặp được một con alpha cano này mọi người. Ui rồi, bây giờ mà tôi kill được nó chắc lên chục level là ít. Sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng tìm thấy được một con raptor 270 level. Nhưng mà ngay cạnh nó thì có một con alpha raptor. Mà thôi, alpha thì tôi cứ để nó đi. Tôi sử dụng bola và bắn ngất nó thôi. Easy man. Tôi không xây bẫy cho nó, cho nên là phút của nó không tụt nhiều cho lắm. Nhưng mà không sao, với cái X10 teaming và cái kit bồ này thì rất nhanh tôi đã tem được thành công em nó. Tôi request nó về và chế yên. Giờ thì tôi đã có raptor rồi anh em, khám phá hang thôi. Tôi cần phải bỏ hết cái quần áo ra, chứ trong này nó nóng quá. Tôi sợ một lúc nữa hết nước thì có mà toan cả lũ. Hang này thì thú level nó không được cao cho lắm, nhưng mà bù lại thì nó đông vãi nồi luôn. Khi raptor mà yếu máu, tôi sẽ dùng cái kỹ năng là ăn thịt hồi máu, chứ không xíu nữa lại oảng thì toang. Đến cuối hang thì tôi cũng tìm thấy được cái antifake. Nhưng mà mọi người nhìn cái lava này, bây giờ tôi mà rớt xuống đây là coi như là toang luôn. Tôi nhảy qua để lấy antifake, vì đã có kinh nghiệm nhảy khá là nhiều lần trước kia rồi, cho nên là tôi nhảy phát bột luôn. Tôi cũng đặt cái giường ở gần đó để lấy antifake để đùi đùi cho dễ. Khi mà lấy được antifake rồi, tôi ra khỏi hang luôn. Tôi lên thêm tận 7 level mọi người. Trời ơi, bây giờ tôi level 52 luôn rồi này. Tôi bay qua cái trụ xanh
vẫn là cái mẹo lưu game thôi mọi người. Tôi cố gắng là lấy cái lỏ súng đông lách xịn một chút. Sau một vài lần reset game, tôi cũng nhận được 3 món vũ khí. Nó là nỏ, súng đông lách và đặc biệt là một cái súng shotgun 2 viên khá là xịn. Tôi chế một chút đạn bằng metal và thước súng. Ok rồi, tôi qua chỗ cái con Alpha Cano lúc trước rồi lã đạn vào mồm nó thôi. Sau một lúc bắn từ súng qua tới nỏ thì tôi cũng tiễn biệt nó về miền cực lạc. Ui, đồ khá là ngon đấy chứ. Hẳn hai cái gì xịn luôn ạ. Nhưng mà tôi vẫn muốn có một cái cúc chim hơn. Nhưng mà thôi, như thế này là cũng ok rồi. Mọi người còn nhớ cái con đỗ y mà mình nhốt lúc trước chứ? Yeah, nó lại thụt vào rồi mọi người. Méo hiểu kiểu gì luôn. Chắc là nó bị con nào nó nhảy vào solo rồi. Thôi thì tôi đi tìm con đùi khác cũng được. Sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng tìm thấy được một con level 100. Thôi, cũng đủ dùng rồi. Với cái cây lò xịn ở trong tay, tôi bắn vài hit thì nó cũng ngất. Tôi cho nó ăn x10 và thêm một ít cà rốt. Đợi một lúc nữa là ok rồi. Khá là nhanh đấy chứ. Đồ hiếm mà. Tôi chế yên cho con đôi và request nó về. Tôi cũng chế một vài dụng cụ bằng sắt. Tôi sẽ xây dựng một cái cơ chế là nước vô tận. Tôi cắm cái ống xuống, đặt bồn chứa và đặc biệt là cái van nước này. Sau đó thì tôi để cái túi nước vào rồi mồi nước là xong rồi. Bây giờ thì tôi đã có một cái bể nước vô hạn rồi. Không cần phải chạy đi chạy lại qua những cái dòng sông để uống nước nữa. Tôi sử dụng con đỗ y vừa mới tem được, farm thêm một chút đá và tiến hành xây dựng căn cứ của tôi thôi. Nhưng mà tôi đang xây thì cái bệnh lười của nó nhập vào mọi người ạ. Tôi chuyển hết đồ vào trong nhà và làm thêm một vài cái ụ đất để trồng cây, với cái ý định là tem thêm một con voi mammut. Ở ngay cạnh nhà tôi thì tôi cũng bắt gặp được một con 230 level. Cũng khá là ok đấy chứ. Tem xong thì cũng hơn 300 level đấy. Với cái cây súng lông lách xịn, tôi không mất quá nhiều thời gian để hạ gục được nó. Tôi cho nó ăn x10 và thêm hoa quả hiếm. Một cái được 3% ạ. Ui vãi cả nòi. Nếu một con này mà không có x10 thì là 0,3%. Ui dồi, what the fuck man. Vì đợi nó ăn khá là lâu, tôi cũng muốn qua cái rừng đó để làm cái nhiệm vụ là kill mấy con teddy bird để nhận được một cái thanh katana xịn chùm cận chiến luôn. Tôi cũng lưu game lại với hy vọng là sẽ đổi được một cái thanh katana xịn hơn. Ui dồi ôi, sau 1 đến 2 lần reset game, tôi cũng được một cái thanh katana 500 dam ạ. Ngon ăn rồi anh em. Khi mà tôi quay trở lại thì bất ngờ chưa, con voi mà tôi đang tem nó biến mất con mẹ luôn rồi anh em. Vãi cả nồi, mất luôn cái x10 ạ. Cay thế nhờ. Thôi thì tức thế nào thì tức, chứ không được chửi game để nó còn ra ARK Mobile 2 nữa chứ. Thôi thì tôi đi tem con khác cũng được. Tôi cũng tìm thấy được một con 200 level. Tôi tem luôn. Sau khi bắn ngất nó thì tôi cứ để nó ở đó đi, cho nó tụt phút. Nhưng mà tôi vẫn hơi tiếc cái con vừa rồi và mất cái x10 nữa. Ui dồi, ăn kilo 290 level. Ảo ma Lobita không quất Shizuka rồi. Tôi lấy súng ra tem luôn. Nhưng mà hai con mà lại có một cái x10. Hay lắm. Tôi sẽ cho con ăn kilo ăn x10 vì nó 290 level mà anh em. Sau một vài ngày chờ đợi loài lon thì cuối cùng thì tôi cũng tem được voi mammut và ăn kilo. Ăn kilo thì farm metal và flint cực xịn, voi thì farm gỗ, đồ y thì farm đá. Rồi, bộ ba không thể thiếu luôn anh em. Tôi farm gỗ và hoàn thiện nốt cái khu căn cứ của tôi. Nhìn cũng xa gì đấy chứ. Nhà cửa thì bây giờ cũng ok rồi. Hôm nay tôi sẽ đi tem thú bay quốc dân Agentavit. Nó giúp tôi là gắp con Ankylo và đi farm metal ở những chỗ cao hơn và xa hơn. Nhưng mà trước đó thì tôi cần phải chế Kibbo bằng trứng của con Stego này trước đã. Vậy là xong rồi. Với 4 cái Kibbo Stego này tôi nghĩ là cũng đủ rồi. Tôi cũng lấy 4 cái cổng gateway đá rồi đi tìm chim thôi. Agentavit thì nhiều, nhưng mà để tìm được một con Never Seen thì khá là hiếm. Đây rồi. Sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng tìm được một con 280 level full đen luôn. Ổn đấy chứ. Tôi đặt 4 cái cổng theo chiều dọc và dụ nó vào rồi đóng cửa là xong rồi. Tôi cũng đặt một cái chòi nhỏ bên cạnh để dùng cái mẹo ngủ cho nó tụt phút. Xong xuôi rồi, bắn ngất thôi. Sau một lúc thì nó cũng ngất. Đó, mọi người thấy không? Ngon rồi, phút của nó tụt về không rồi anh em. Một cái Kibbo được 6%. Ôi trời ơi. Tôi cho nó ăn x10 và thêm cái tít thịt đùi. Chứ như thế này thì hơi toang. Vậy là ok rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ là có Kibbo là không cần cái x10 ạ. Quá sai lầm luôn. Tôi dùng con Agentavit gắp con Ankylo qua núi farm Meto. Rồi, ngon ngay. Tôi cũng chế cho bản thân một bộ đồ sắt. Tôi cũng tem được thêm một con Agentavit nữa rồi đây mọi người. Vậy là tôi có một cặp Agentavit rồi. Tôi cũng tiến hành thổi kèn cho chim. Nhưng mà cách này thì tôi thấy không ổn. Thổi kèn phồng mồm mà được có tí phần trăm mating ạ. Chịu rồi. Tôi cho hai con này vào chuồng mà tôi đã đặt sẵn. Bật chế độ Enable Wandering cho nó đi lại tự do và tự do phối thôi. Tôi cũng làm thêm cái bàn cơ khí để nâng cấp cái nhà tôi lên
cái thời kỳ đồ điện, tôi còn thiếu khá là nhiều dầu và silica. Tôi bay qua cái núi tuyết farm dầu và nhặt thêm một ít silica ở gần đó. Nhưng mà khu này thì khá là lạnh, máu của tôi tụt không phanh luôn. Tôi quay trở về nhà thì Agatavit của tôi thì nó cũng đẻ. Trời thì cũng tối rồi, tôi cũng đi ngủ một giấc cho nó khỏe người. Sáng hôm sau thì tôi cũng chế thêm một vài cái mạch điện electric. Tôi cũng xây dựng một khu vực ấp trứng nhỏ và thêm một cái máy phát điện, máy điều hòa. Sau 17 phút thì nó cũng lở rồi đấy mọi người, không có ca sinh 2 hay là ca sinh 3 nào cả. Hơi đen. Thôi thì tôi cứ để nó ở đó đi. Tôi cũng xây dựng nốt cái chuồng thú để phòng ngừa mấy con thú nó làng vàng vào đây. Tôi cũng làm cái nhiệm vụ cho con baby Agatavit được 100% imprinting rồi này mọi người. Chỉ số của nó tăng khá là nhiều đấy. Mọi thứ vào đúng quy trình rồi. Hôm nay tôi sẽ đi khám phá một cái hang mới. Nó cũng ở gần cái khu nhà tôi thôi. Tôi lấy con raptor chạy qua cái hang cho dễ. Tôi cũng làm một vài miếng thịt. Nó giúp tôi sáng mắt ra trong 2 phút để nhìn rõ xem người yêu cũ của anh em nghĩ gì. À mà anh em làm gì có đâu mà cũ. Là anh ơi, cứt em không chơi. Ôi, gác qua chuyện đó đi. Hang này thì cũng khá là khó đấy. Thú đông vãi cả lọ luôn. Mấy con người yêu cũ nó phang hỏng cả lớp phòng thủ của tôi luôn rồi này mọi người. Sau một hồi chinh chiến thì tôi ngồi vẹo cả xương sườn rồi này mọi người. Ảo thật đấy. Đến cuối hang thì tôi cũng lấy được cái artifact của Lever rồi té thôi. Về nhà thì cũng đến đêm. Tôi làm một giấc từ sáng, nhưng mà nhớ anh em không ngủ được, cho nên là tầm ở sáng là tôi cũng đã tỉnh dậy rồi. Tôi cũng chế một cái lò nướng công nghiệp. Nó giúp tôi là nướng thịt nhanh hơn khá là nhiều đấy. Tôi chế một vài bức tường siêu to khổng lồ. Tôi dự định là bao bọc toàn bộ cái khu này lại, làm cái khu căn cứ siêu to khổng lồ luôn. Vậy là xong rồi. Mọi người nhìn cái khu căn cứ của mình này, xịn đấy chứ. Hiện tại thì tôi cũng đang rảnh. Tôi cũng lấy con Pote lượn một vài vòng quanh map, tìm xem mà có loài nào xịn mà level cao hay không. Thì bất thình lình có một con Spilo 280 level nó đập vào mắt tôi mọi người. Ngon. Tôi đặt bẫy giống tem con T-Rex lúc trước, đặt cái cổng còn lại và thế là xong rồi. Tôi cũng làm một giấc cho nó tụt phút. Ngủ có 4 tiếng cho nên là trời chuyển về đêm. Tôi bỏ cái cây đuốc ra cho nó sáng rồi bắn đến khi nào mà nó ngất. Phút của nó tụt về không rồi này mọi người. Tôi cho nó ăn X10 và kíp bồ từ trứng con Agatavit, một cái được 40%. Nhưng mà tôi tem để đó thôi, chứ hiện tại thì tôi chưa có đủ level để chế chị Yên cho nó, cũng như là con T-Rex luôn. Vậy là ổn rồi. Dự định mới của tôi là khám phá một cái hang tuyết cực kỳ là lạnh. Nhưng mà trước đó tôi cần phải tem được một con để giữ ấm cho cơ thể cho tôi trước đã. Đây rồi, OT là đây chứ đâu. Ở khu vực này thì thường xuyên spawn mấy con rái cá OT và mấy con hải ly xây đập. Tôi farm một chút thịt cá rồi đút cho nó ăn. Cho ăn lần đầu thì tôi cần phải đợi một lúc thì mới cho nó ăn được thêm một lần nữa. Cho ăn hai lần thì cũng xong rồi. Giờ tôi đã có một con thú hỗ trợ cho tôi trong cái việc là điều hòa cơ thể. Tôi cũng trộm thêm một ít xi măng từ những cái tổ hải ly ở gần đó rồi cũng ra về. Giờ đây tôi đã có OT rồi. Tôi cũng bay qua cái khu vực hang Skylord để chinh phục cái hang này. Với cái thanh katana và shotgun 2 viên thì tôi đi cái hang này như đi dạo luôn. Đến cuối hang thì tôi cũng lấy được cái Antifax Skylord. Với cái cổ vật này tôi có thể đổi được những cái bản vẽ đồ giáp sắt trâu hơn và xịn hơn. Sau một khoảng thời gian spam cái hang này, tôi cũng đổi được một bộ bản vẽ cực xịn. Nhưng mà cái nguyên liệu để chế được nó thì cũng hơi chua đấy. Với cái bộ giáp hơn 5.300 armor thì tôi bất tử luôn mọi người. Hiện tại thì tôi không đủ điểm để học cái bộ quần áo ngụy trang. Nhưng mà không sao, tôi biết một loại súp giúp tôi là reset về cái level 1 để tôi cộng lại điểm. Sau khi reset thì tôi bây giờ chỉ học những cái gì mà cần thiết thôi. Tôi giờ chỉ học những cái mà mình cần thôi. Giờ thì dư điểm học luôn. Để chế cái bộ đồ này tôi cần phải có những cái polymer dạng nỏng từ những con chim cánh cụt. Với cái bộ giáp xịn nó cũng giúp tôi là kháng lạnh khá là ngon. Tôi chỉ việc tìm những con chim cánh cụt rồi kill thôi. Nhìn thì hơi tội mà tôi thì cũng kệ. Con gì nuôi mà chả để thịt. Tôi chế một bộ đồ ngụy trang từ những nguyên liệu vừa farm. Không phải tự nhiên mà tôi làm đâu anh em. Hôm nay tôi sẽ đi tìm cái con nhện Aronel để khám phá cái hang Strong. Tôi sẽ bay qua cái hang Hunter để tìm. Bởi vì là cái hang này thường spawn những con nhện level khá là cao. Đó, mọi người thấy không? Một con nhện Azaleo 250 level luôn này. Tôi cúi người, rón rén đi lại gần nó, cho nó ăn X10, rồi nhét thịt thối vào đít nó. Lần đầu thì khá là lâu, nhưng mà những cái lần tiếp theo thì nó ăn cực kỳ là nhanh luôn. Vậy là xong rồi, một con nhện 374 level luôn. Như này dư sức dùng rồi mọi người. Tôi sẽ sử dụng con Agatavit gấp con nhện này qua cái hang Strong. Tôi sẽ vào khám phá cái hang và lấy cái Antifact. Thú thì thôi, đông vãi nọ mà lại có đột biến level. Toàn những con Yeti nhìn lực điền thực sự.
con này mà đấm vào mồm tôi chỉ cần 2 hit thôi là tôi rụng. Đến cuối hang thì tôi cũng tìm được cái anti-fake. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có x15 kinh nghiệm, cho nên là tôi chỉ lấy anti-fake. Tôi cũng đặt cái giường ở gần đó rồi tự sát thôi. Tôi không đi ra khỏi hang mọi người. Anti-fake strong khi đổi thì sẽ may mắn nhận được 10 amber. Ngay lần đầu tiên thì tôi nhận được luôn. Rồi, vận hên quay trở lại rồi mọi người ạ. Khi tôi đổi được anti-fake hang strong thì tôi cũng nhận được một cái mặt nạ phòng độc. Hôm nay tôi sẽ khám phá hang Immuni với con nhện tàn hình Azanel. Thì đi hang khá là dễ rồi anh em. Tôi lặng lách đánh võng các kiểu con này đi qua cái bầy thú dị này. Trong này thì nhện và red cực kỳ là nhiều luôn. Giờ mà tôi nhảy xuống thú thì nó bu lại, nó vã cho tôi không trượt phát nào luôn quá. Vào trong một cái ngách nhỏ, tiến thêm một chút nữa thì tôi cũng tìm thấy được cái anti-fake Immuni. Nhưng mà tôi quên không chế giường mang vào đây rồi. Mà thôi, tôi đi tự sát về để nấu súp rồi chuẩn bị làm cái x15 kinh nghiệm là ok rồi. Tôi nấu cái súp tăng 50% kinh nghiệm từ những nguyên liệu khá là đặc biệt. Tôi quay trở lại cái hang Immuni. Gần đến anti-fake thì tôi cũng nhận được một cái lốt của con Titanosaur lên x4 kinh nghiệm. Tôi lấy anti-fake rồi cũng đi ra. Tôi gần đến cái cửa hang thì tôi cũng vào cửa hang của game mua thêm x3 kinh nghiệm bằng 40 amber và ăn thêm cái súp vừa tôi chế tăng thêm ít kinh nghiệm. Thú cưỡi thì tăng lên 12, còn tôi là nhân 15 kinh nghiệm luôn. Ngon ăn đó anh em. Khi mà có x15 kinh nghiệm, cái hang Immuni này cho tôi 100.000 kinh nghiệm. Úi dồi, lên thêm hẳn 13 cấp nữa luôn. Ảo ma Canada thực sự ạ. Thôi, tôi tạm để level đó đi. Tôi tức tốc qua cái hang Shuang. Vì hiện tại trong người của tôi có sẵn cái anti-fake hang Shuang rồi. Tôi chỉ việc chạy vào cửa rồi là chạy ra thôi. Tôi nhận được thêm 25.000 kinh nghiệm. Thế này thì cũng ổn rồi. Chế độ hardcore mà mọi người, nó giảm 50% kinh nghiệm nhận vào. Vậy là tổng cộng tôi lên được thêm 15 cấp. Giờ đây tôi lên level 88 rồi. Vẫn chưa đủ trình độ để tem mấy con Griffin. Tôi sẽ cố gắng cày level để có thể tem được mấy con Griffin level KK một chút. Để tem được Griffin thì tôi cần phải có rất là nhiều Kibbo Allosaurus. Cho nên hôm nay tôi sẽ đi tem lấy một đàn về để cho nó đẻ lấy trứng mới được. Tôi cố gắng tìm kiếm những con level yếu yếu thôi. Chứ level cao quá thì tôi cũng không dùng tới nhiều đâu. Vì tôi tem chủ yếu chỉ để lấy trứng thôi mà. Trời thì tối, tôi lém cái cây đuốc xuống thì hẳn 3 con Allosaurus nó đùa ra. Hay lắm. Tôi sẽ dùng súng để tem luôn cả 3 con này. Nhưng mà tôi tính thì không bằng game tính rồi anh em. Tôi bị trượt chân rơi xuống. Mấy con Allosaurus nó ùa vào, nó đuổi làm tôi mất cả đôi dép luôn. May mà có cái cây để giữ chân nó lại chứ không là toang mất. Tôi cũng sử dụng cây súng và bắn hạ gục được 3 con này. Ngay cạnh đó thì cũng có một con Oviraptor. Tôi cũng tem luôn. Mang về để kích đẻ trứng cho con mấy con Allosaurus thì cũng ok. Oviraptor thì ăn mấy quả trứng của con T-Rex hoặc là Spilo. Trứng thì tôi nhiều lắm. Mấy con Allosaurus này tôi tem chỉ để lấy trứng thôi, cho nên là tôi cũng không cho nó ăn X10 làm gì, đỡ lãng phí. Vì là không có X10 cho nên là tem cũng khá là lâu. Tôi cũng cần tiếp tế cho nó vài cái bình Lacotic để nó ngủ lâu hơn một chút. Vậy là xong rồi. Allosaurus thì nó chạy cực kỳ là nhanh luôn, lại còn có cả hiệu ứng đầu đàn nữa. Khi mà tấn công thì sẽ gây thêm hiệu ứng chảy máu cực kỳ là thấm đấy. Tôi sẽ để con Oviraptor kích đẻ cho cái đàn thú Allosaurus này của tôi. Hy vọng là nó sẽ đẻ thật là nhiều trứng để tôi còn tem mấy con Griffin nữa chứ. Tôi cũng ghé qua cái cửa hàng. Tôi cũng mua một cái bàn Cheese Station, bàn Kibbo đấy mọi người. Tôi cũng có thể là sử dụng cái bàn này để đổi hoặc là mua Kibbo Megalosaurus. Hôm nay tôi dự định là sẽ tem đến một con Terry. Tôi lấy cái X10 tem mình và thêm cái giường. Tôi cưỡi cái con Argentavis qua khu vực mà tôi đã thấy nó trước đó. Đây rồi, 290 level. Tôi set up cái bẫy bằng những cái cổng đá. Tôi cũng dụ nó vào, nhưng mà nó chạy là hơi lệch một chút. Tôi cũng định dụ nó ra để dụ nó vào lại một lần nữa thì nó phang cho tôi lủng cả đầu luôn này mọi người. Nhưng mà không sao, sau một hồi thì cũng ok rồi. Sao nó chạy ra được vậy ta? Ảo ma Canada vậy. Tôi cũng phá cái bẫy đi để đặt lại. Có lẽ là do tôi đặt hơi rộng cho nên nó chạy ra được. Lần này thì đố nó chạy ra được luôn anh em. Tôi cũng đặt thêm cái lều ra ngủ cho nó tụt phút. Giờ thì tôi chỉ việc đứng rồi bắn thôi. Tôi cũng đặt cái bàn Kibbo ra để đổi lấy 3 cái Kibbo Megalosaurus bằng 50 điểm ở trong đó. Vậy là ok rồi. Một con Terry 434 level.
Kezi thì nó có thể là farm fiber, hoa quả, gỗ và thác, lại còn có thể là chiến đấu được nữa chứ. Đối với tôi, Kezi là một con thú đa năng nhất mà tôi từng biết. Tôi cũng xây một khu để thú đấy mọi người. Nhưng mà mấy con Allosaurus thì nó đẻ trứng đi hơi chậm, mãi mới được mấy quả luôn. Trong lúc rảnh thì tôi cũng spam cái hang Strong để đổi lấy quá trời là đủ luôn này mọi người. Thêm hẳn 80 Amber nữa. Như thế này thì Amber là vô vàn rồi anh em. Với cái đống đồ này, sau này tôi sẽ chế đây cái máy nghiền để nghiền hết ra lấy nguyên liệu. Tôi cũng chế lấy Kibble Oviraptor. Tôi cũng bay qua cái hang Clever để tìm lấy một con Megalosaurus. Bởi vì Megalosaurus nó chỉ spawn ở cái hang này thôi mọi người ạ. Trước đó thì tôi cần phải tiêu diệt hết mấy con quái ở trong đây trước đã. Nó thực sự là đồng đấy. Tôi cũng tìm được hai con, một con level 70 và một con level 110. Thôi thì méo mó có ăn không, tôi cũng tem lấy một con để test xem sức mạnh của con này, xem nó về đêm như thế nào. Tôi cũng sử dụng cái cổng đá để làm cái bẫy. Trong hang thì khá là hẹp, cho nên là tôi cũng cần phải chặt vật một lúc để nhốt nó vào và bắn ngất nó. Tôi cho nó ăn X10 và Kibble Oviraptor. Nó chỉ cần ăn một cái Kibble là xong luôn rồi đấy mọi người. Tôi về chế yên và đi test luôn cái sức mạnh của nó. Khi về đêm thì những cái con thú ngoài tự nhiên sẽ không tấn công tôi. Sức mạnh cũng khá là ổn đấy. Nó còn có kỹ năng là cắn chặt những con thú nhỏ hơn nó ở trong miệng. Mỗi tội là ban ngày nó toàn ngủ thôi, cho nên là đối với tôi thì nó hơi phế một chút. Ở gần hang Clever tôi cũng có bắt gặp được một con Tabezora mắc level 300 luôn. Ngon rồi. Cũng hiếm khi tôi tìm thấy mấy con thú mắc cấp như thế này. Tôi cũng mặc bộ đồ ngụy trang, tay 55 cái bola, one shot là khỏi bay em nhá. Với 4 phát bắn vào đầu thì nó ngất luôn rồi. Tôi đặt bàn mà đổi Kibble ra để đổi lấy 3 cái Kibble Allosaurus. Phút của nó thì tụt khá là chậm, tôi cũng cần phải đợi nó đến đêm thì mới xong. Tabezora có khả năng khá là đặc biệt. Nó cũng có thể là bám vào những cái bức tường hoặc là vách lối. Tôi cũng có thể là sử dụng cái khả năng này để te mấy con thú đấy. Dự định tiếp theo của tôi là cái máy nghiền này. Nhưng mà hiện tại thì tôi không đủ polymer và dầu. Polymer thì tôi cần phải qua cái đảo chim cánh cụt để farm. Còn dầu thì khá là dễ thôi, xuất hiện rất nhiều ở khu vực băng tuyết luôn. Tôi chỉ cần sử dụng con Ankylo và farm thế là ok rồi. Về nhà thì tôi lấy polymer dạng nóng để chế những cái giường sắt. Sau đó tôi lại phá đi. Nó hoàn lại cho tôi 100% kinh nghiệm. Vì đây là chế độ casual mọi người. Làm đi làm lại vài lần thì cũng đủ polymer dạng cứng rồi. Nhưng mà hơi đen cho tôi một cái là thiếu mất xi măng rồi anh em. Vậy là tôi lại phải lóc cóc lấy con Tapezora qua cái ngã ba đường rừng đỏ để tìm lấy ít xi măng. Mà không hiểu sao hôm nay tôi hơi đen, không có một cái tổ hải ly nào luôn ạ. Áo vậy. Thôi thì tôi bay dọc cái dòng sông để tìm lấy mấy cái tổ hải ly. Thì vô tình tôi phát hiện ra một con Brunto 280 level đó. Ngay cạnh đó thì lại xuất hiện thêm một con 280 level nữa. Ảo ma Canada Scap không thích ARK rồi. Tôi làm bẫy tem luôn. Tôi đặt những cái cổng đá để chặn nó lại cho nó không thể ra được. Khi mà tôi bay lên trên để nhốt cái con 280 level vào thì xuất hiện một anh Terry 250 level lại là mêu. Rồi, chân hách của cuộc đời rồi mọi người. Tôi sẽ tem con này. Con Brunto thì tôi nghĩ là một con nào cũng đủ dùng rồi. Với kinh nghiệm tem Terry trước đó thì tôi khá là dễ để tem được con này. Tôi cũng xuống dưới và bắn ngất con Brunto và cho nó ăn hoa quả hiếm. Tôi cũng cần phải đứng ở đây để canh phòng ngừa những con Raptor nó nhảy vào trôm con này của tôi. Vậy là xong rồi. Brunto thì có yên platform, tôi có thể là xây dựng nhà trên nó được đấy. Giờ thì nhà tôi khá là đầy đủ rồi. Hôm nay tôi sẽ thử chiến cái hầm ngục anh em nhá. Tôi mang khá là nhiều đồ xịn vào đây. Tôi sẽ chiến cái hầm free và chế độ dễ thôi mọi người ạ. Chưa đi cái hầm ngục bao giờ cho nên là cũng khá là rén đấy. Trong đây thì tôi cảm giác nó giống như một cái mê cung ấy. Cực kỳ là nhiều bẫy luôn. Loanh quanh ở trong này thì tôi cũng nhặt được khá là nhiều những cái hòm đồ ở trong đây. Khá là nhiều đồ xịn đấy. Và sau mỗi lần nhặt hòm như vậy thì tôi cũng được thêm 1 phút ở trong đây. Tiến sâu vào bên trong, tôi cần phải chiến đấu với những con tê giác 7 màu. Nhìn đẹp đấy chứ. Tôi sẽ sử dụng cái cung 2 giây vừa bắn vừa chạy thôi. Sau vài round đấu, tôi cũng tiêu diệt được toàn bộ và lấy được vài viên ngọc có thể hồi sinh. Tôi nghĩ là sau này tôi sẽ hồi sinh vài con thú 7 màu xịn sò mới được. Đến cuối hang thì tôi cũng đến cái bệ triệu hồi boss. Mọi người nhìn cái đống đồ mình nhận được này. Nhiều đồ xịn thực sự ạ. Rồi, chiến boss thôi anh em. Ở trong đây thì nó là một con boss
đôi siêu to khổng lồ. Với cái lượng máu là gần 80.000 thì tôi cũng cần phải chật vật phết đấy. Tôi sử dụng cái súng shotgun 2 viên bắn cho dễ. Sau một hồi thì cuối cùng con boss này cũng bị hạ gục. Tôi nhận được khá là nhiều đồ xịn và đặc biệt là 60 element và một cái mô hình của quan đấu y. Rồi, ngon ngay. Tôi cũng đặt thử cái mô hình này ra, nhìn cũng ok đấy. Tôi cũng lấy được khá là nhiều ngọc triệu hồi thú và một cái bàn hồi sinh thú. Tôi sử dụng 16 amber để hồi sinh một con tê giác 7 màu đầu tiên cho mình. Tính ra là tem cái thú hồng ngọc này thì tôi thấy là cũng không khác gì thú ngoài tự nhiên cho lắm. Tôi chỉ cần bắn ngất và cho nó ăn hoa quả hiếm là xong luôn rồi mọi người. Tôi mang đi test sức mạnh của nó luôn. Khi về đêm thì nó phát sáng, nhìn cũng đẹp mắt đấy chứ. Với mỗi cú húc khi lấy đà thì một húc là một con ra đi mọi người ạ. Ui, đam này hơi ảo đấy. Tôi cũng hồi sinh thêm một con ngựa 7 màu nữa. Tôi cũng dùng con nhện và cà rốt để tem nó. Sau một lúc thì cũng ok rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy là không khác gì thú ngoài tự nhiên mọi người ạ. Được mỗi cái 7 màu thôi. Từ khi có dàn Allosaurus, tôi cũng thu thập được thêm 16 quả trứng rồi đấy mọi người. Tôi chế kíp bầu luôn. Dự định hôm nay của tôi là tem một con vua bầu trời, Griffin. Nhưng mà với 16 cái kíp bầu này, tôi nghĩ là không đủ. Nhưng mà thôi, tôi có Amber mà anh em. Nếu không đủ thì tôi mua thêm kíp bầu cũng được. À mà tôi cũng mua một cái skin sơn màu này mọi người. Đấy, hết làm anh da đen luôn. Skin này thì tôi tốn mất 30 amber thôi, khá là rẻ. Hiện tại thì tôi còn hơn 150 amber nữa, dư sức tem Griffin rồi mọi người ạ. Tôi bay qua ngọn núi phía bắc, hay còn được gọi là cái núi Griffin. Tôi cũng tìm kiếm được một con 260 level. Nó refactor rồi mọi người. Hiện tại level của tôi khá là cao, hơn 95 level. Bây giờ tôi có thể là tem mấy con Griffin never mắc cũng được. Tôi sử dụng con Tabezora dụ nó vào cái bẫy mà tôi đã đặt trước đó, rồi đóng cửa là xong rồi. Còn con Tabezora thì tôi sẽ request nó ra. Máu của nó khá là khỏe cho nên là tôi cũng không sợ nó chết đâu. Tôi cũng ngủ một giấc cho nó tụt phút rồi bắn ngất tôi anh em. Sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng thì nó cũng ngất. Tôi cũng đặt cái bàn đổi kíp bồ ra phòng trường hợp nó ăn không đủ. Tôi sử dụng cái X10 Teming và kíp bồ Allosaurus. Một cái kíp bồ được 1.6% mọi người ạ. Ôi vai linh hồn ạ. Tôi cần phải mua rất nhiều điểm để đổi lấy kíp bồ Allosaurus. Hình như là với 260 level thì tôi cần phải có tầm khoảng là 70 cái kíp bồ. Một con số phải nói là thật là vãi loạn anh em. Vậy là sau một lúc ăn như phá mà thì em nó cũng đã xong rồi đấy mọi người. Ngon ăn rồi. Con Griffin này nó có khả năng lướt gió cực đỉnh luôn. Và cái sát thương gây ra khi mà lướt gió thì cũng khá là ấn tượng luôn. Với con Griffin này tôi có thể là đi tem con quét ra, thú bay lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Để tem được quét ra thì tôi cần phải ra cái khu vực trụ đỏ để tìm. Vì ở đây thường là sẽ xuất hiện 1 đến 2 con quét ra. Tôi cũng thấy được một con 280 level. Tôi chỉ cần vừa cưỡi con Griffin vừa bắn nữa thôi. Nhưng mà nói thì dễ, mà làm nó là một chuyện khác nữa. Nó hơi khó so với tôi tưởng tượng. Tôi bắn trượt khá là nhiều. Sau một hồi khá lâu chinh chiến trên bầu trời thì tôi cũng bắn rụng nó xuống rừng đỏ. May mắn cho tôi là không có con thú ăn thịt nào ở gần đó mà nó phá tem minh của tôi. Chứ rừng đỏ này thì nó có mấy con Terrybird khá là khó chịu đấy. Quét ra thì ăn kíp bồ T-Rex mà mọi người biết rồi đấy. Con T-Rex thì nó đẻ trứng không ngừng nghỉ luôn. Tôi cho nó ăn kíp bồ T-Rex. Và sau một khoảng thời gian chật vật thì tôi cũng có một con siêu thú vận tải quét ra. Nhưng mà hơi nhọ cho tôi một chút. Nó là con đực chứ không phải là con cái. Như vậy thì cái kíp bồ quét ra thì tôi cần phải mua rồi. Kíp bồ quét ra để làm gì ạ? Tora, một con siêu thú khổng lồ Gigantosaurus 290 level, màu cực chó, đam cực to. Nó táp cho tôi 1 đến 2 hit, chắc tôi bay màu luôn quá. Tôi cũng dụ nó vào cái bẫy sắt trước đó mà tôi đã đặt. Cho nó cắn mòn răng thì nó cũng không sập luôn mọi người ạ. Giờ thì tôi chỉ việc ăn và đứng bắn thôi. Với 290 level thì lượng topo của nó không phải là ít. 180.000 topo thì tôi mất rất nhiều thời gian để hạ gục được nó đấy mọi người.
Tưởng như vậy là xong rồi, nhưng mà không, topo của nó tụt như tụt quần người cũ luôn. Tôi cần phải ra biển kêu mấy con sứa để lấy lọc sứa về cho nó ăn, chứ bắn nòi nòn thì nó mới ngất, mà nó lại tỉnh lại thì có mà toang. Với cái bộ quét da và cái X10 teming này thì cuối cùng tôi cũng tem xong. Khi mà tem xong con Gigan thì cái đam và cái lượng máu của nó bị bóp khá là nhiều. Với Gigan Notosaurus trong tay thì đây cũng là phần kết của cái video này rồi anh em ạ. Một chặng đường hơn 120 ngày với bao khung bậc cảm xúc. Cuối cùng thì cơ bản tôi cũng có một chuyến hành trình thực sự thú vị trên cái bản Survival Mobile này. Và một lần nữa tôi hy vọng là game sẽ sớm cập nhật ra bản 2.0 cho chúng ta trải nghiệm. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.